Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Suzuki CSX-R 150 2022 hoàn toàn mới, chuẩn bị được ra mắt thị trường. Giới truyền thông nước ngoài vừa chia sẻ thông tin rất thú vị về khả năng phát triển một cái mẫu là CSX-R 150 2022 của nhà Suzuki. Và đây có lẽ là điểm thích hợp nhất để thay đổi sau khi mẫu xe này lần đầu tiên ra mắt vào năm 2017. Nếu tính từ khi ra mắt đến phiên bản hiện tại, thì cái chiếc Suzuki CX-R 110 đã trải qua là cái năm thứ 5 mà chưa hề có bất cứ phiên bản cập nhật nào. Trong khi các hãng nặng ký như Honda và Yamaha lại tung ra hai cái sản phẩm mới là Super R 150R 2001 và EZ-R 15 2001 hoàn toàn mới. Có vẻ như Suzuki CX-R 150 2022 cùng lúc đã tích hợp để thay đổi. Biển số chứng minh một diện màu mới, khả năng rất là cao. Nó sẽ được trang bị một hệ thống chèo trước, cái dạng là phục hành trình ngược. Và tất nhiên, các ảnh trong biển hôm nay được tạo từ một bạn trẻ tên là Rob Gus tại Ấn Độ. Dường như họ đang mong muốn thay đổi Suzuki có thể đứng dậy và sẵn sàng thực hiện một cái cuộc đổi mới với một vài chi tiết tối giản nhưng mang lại kết quả tối ưu nhất. Cái điều tuyệt vời là anh chủ hôm nay hiện rất rõ các chi tiết thiết kế bằng cách ứng dụng cho mình phần mềm 3D để phát họa với những đồ họa rất là khó. Có một vài điểm mà người này đã thay đổi, đó chính là cái mặt trước, khung, chắp sau. Một vài nét chấm phá với cái chi tiết liệt kê như sau. Cái mặt trước thay đổi cái bằng xi nhan và một vài chi tiết khác. Riêng cái khung của chiếc CX-R 750 2007 đã được chỉnh sửa một chút. Còn về áo thì vẫn là như cũ. Phần đuôi cơ bản của phiên bản là CX-R 1007 cũng đã được chỉnh sửa. Cái ống xả đến từ phiên bản là Suzuki FU 2004. Còn cái đèn stop trên cái chiếc CX-R 110 Panis đã được tinh chỉnh vào. Hy vọng rằng cái sản phẩm cho một bạn trẻ hôm nay thực hiện sẽ được Suzuki Nhật Bản nhìn thấy. Họ sẽ cân nhắc đến việc thay đổi phiên bản mới dành cho cái chiếc CX-R 150 2022, dù chưa biết khi nào thì em ấy mới được ra mắt thị trường. Winner 150 nâng cấp cực chất với đồng hồ của chiếc CX với đồng hồ của chiếc CX-10R. Các bản đồ Winner hôm nay đến từ một xưởng độ chợ Anh Danh, một nơi ra đời rất nhiều bản đồ đẹp mắt và hiệu năng cao. Dĩ nhiên, cái chiếc Winner hôm nay không ngoại lệ và chúng ta hãy cùng xem em ấy có những nâng cấp gì nhé. Chọn cam màu vàng chanh làm bên phải cho con xe, anh chủ đã chọn những cái logo thiệu nổi tiếng để làm cái điểm nhấn trên cái mình nền màu. Và ở đây chúng ta còn thấy một cái đèn chở sáng được đặt rất tinh tế vào cái hốc kèn của con xe. Lò bỏ cụm ga zin, chiếc xe được nâng cấp cái cụm ga Dono mang cho mình cái nước đề ba mạnh mẽ hơn. Ống gạt titan cam màu cũng đến từ gù titan trông cũng rất hiện đại. Vị trí đồng hồ zin đã được thay mới bằng một cái đồng hồ kiểu dáng của cái chiếc CX-10R. Ngoài báo các thông số như zin, nó còn có dải đèn LED hiển thị vòng tua rất kỳ là sống động. Dầu được thắng được truyền tới con heo trước thông qua cổng ở dầu heo ống đầu Thái, đem đến cái sự gọn gàng cho phần dây chân. Theo mình biết thì giá của cổng dây dầu luôn kép đầu bấm Thái như thế này sẽ có mức cất ngưỡng khoảng 3,5 triệu. Còn dây chân trang bị cho mình cái cặp mâm của X-10R 8 cây vừa đẹp mà còn trọng lượng nhẹ mâm zin. Hệ thống thắng gồm có heo phanh độ Kaizen đi cùng đi thắng của Kinrass, một sự kết hợp tuyệt vời tối ưu hóa hiệu suất thắng của con xe. Hiệu năng ra thắng tuyệt vời đến từ bên đạp đến từ một cái bên đạp là phanh độ Bilis rất là xịn sò. Giá em ấy thị trường ở mức khoảng 4,5 triệu, rẻ nhất trong các dòng bên đạp Bilis. Khi chúng ta mua kèm của hãng phanh độ thì còn tặng một cái chiếc bình dầu vuông trong suốt đi cùng dầu, đỡ mất công mua rời. Dây dầu heo phía sau được bấm đầu để trông lực gọn gàng hơn. Giá của em ấy tầm khoảng 2,5 triệu. Heo sau theo tức là phanh đồ đem đến cái sự liên lạc với phần heo trước. Chèn chân sau còn cái chiếc đĩa của sắt to lớn, khả năng thắng rất là tốt. Chê sên cũng đã được lò bỏ hoàn toàn, lộ ra cái bộ nhôm sinh dĩa ống ánh sắc vàng được người chủ chăm chút rất kỹ. Trên cái gấp còn có một cái miếng cao su Kinrass giúp triệt tiêu tiếng kêu cụp cụp gây khó chịu của phần sên. Ngoài ra chúng ta thấy nhiều mẫu đồ kê chỉ ở trên, chiếc xe còn nâng cấp cho mình một cái bô xăng lửa. Đặc biệt nhất chính là cây bô giả xin của STB đem đến cái âm thanh chất lượng nhất. Cái EQ thương hiệu đến từ NK Racing mang đến khả năng lập trình mà EQ xin thì không thể nào có được. Ở đây chúng ta thấy tổng thể con xe, mình tin chắc
các bạn phải chú ý khi người chủ di chuyển em ấy ở ngoài đường. Cảm ơn các bạn hãy giờ tiếp này, hẹn gặp tiếp, nhớ like, share, subscribe.